nhé mọi người nhé. Mọi người nhớ là chia sẻ cho em nha mọi người. Em hủ em thề mọi người luôn chứ. Em vui lắm luôn mà em buồn cười lắm luôn. Đúng là ta bảo rồi mà, ông trời có mát, ăn ở là phải có ông giời ha. Ôi cô ơi cô, thật đấy, cô Cao Liên là mẹ chồng của hai em, coi như là em Huệ và em Mai ở dưới Phú Xuyên. Thật, cô hối hận thật không cô? Cô có hối hận không cô? Cô hề đi, cô hề đi, cô xem cô có đúng cô hối hận không? Ha? Hay là cô lại dở mặt như những cái lần trước ấy, khi mà công việc mà cần ấy, thì cô gọi các em con dâu của cô về ấy. Xong rồi xong việc một cái là cô lại quẩy ra khỏi nhà cô luôn ấy. Cô ơi là cô, mọi cười em mọi người. Cô tâm sự với bạn già ở trên Hà Nội như này, là thực ra là bây giờ là cô hối hận rồi. Cô không nghĩ rằng là cái việc này nó lớn lao đến mức độ như thế, nó to đến như vậy. Mà bây giờ cô đi đâu người ta cũng biết mặt cô à. Cô đi vào viện, cô cấp cứu ở bệnh viện, cô mệt lắm luôn. Cô nằm cô mệt lắm luôn. Mà những người nằm ở viện người ta cũng biết, người ta không đái hoài đến cô ý. Rồi những cái người nằm cùng ấy, người ta cũng không nhìn cô ý. Rồi người ta có những cái lời nói là khinh khỉnh ra, xin lỗi cô chứ. Đấy là một cái phép tắc lịch sự, là người ta chưa nói thẳng mặt của cô. Đấy là người ta vẫn còn nghĩ là lịch sự với nhau là người ta chưa nói thẳng. Chứ nếu như ấy, mà cô mà gặp cháu ấy, là cháu sẽ hỏi thẳng cô luôn. Cô hiểu không? Cháu nói cho cô nghe này. Ở đời ấy, cái gì thì cái. Các cháu nhỏ khi mới sinh ra đã được cha được mẹ dạy cho rằng là phải hiếu đạo. Ha? Mà sao cô lớn đến từng đấy tuổi đầu rồi, cô 70 tuổi rồi, mà cô vẫn còn phải để chờ để mà đi học cái chữ hiếu đạo sao cô? Thứ nhất, nói cho cô nghe này, khi cô phải hiếu đạo với chính cha mẹ đẻ của cô, rồi cô phải kính yêu với cha mẹ chồng của cô nha. Rồi cô phải còn phải dạy lại các con của cô như vậy. Chứ ai đâu cô dạy con cô tào lao ha. Bảo rồi mà, sóng trước đổ đâu thì sóng sau sẽ đổ đấy. Cô láo, cô láo như hấu ha. Cô xúi. Bây giờ con nào mà cho con chẳng nghe mẹ ha. Bây giờ ui trời ơi con ơi, mẹ bị áp bức, mẹ bị thế nọ bị thế kia, mẹ bị con này này, thì con nào chả thương mẹ ha. Sao cô lại tàn nhẫn với chính người mẹ chồng của cô, với gia đình chồng nhà cô và bản thân người chồng của cô. Rồi bây giờ cô lại đúng là cái một cái bài đó, cô chà đạp lên chính người con dâu của cô à. Cô lại đúng lại làm một cái bài, cô đi cô lưu loa trên cộng đồng mạng là cô coi như là bị con coi như là chà đạp, rồi con dâu rồi con trai rồi chà đạp lên cô, rồi cháu nội rồi hư đốn với cô. Y chang một cái bài cái lúc trước cô xúi con cô ha, cô ha. Nhưng mà cô ơi cô, bây giờ cô hối hận rất là muộn rồi. Úi giời ơi, xong rồi cô bảo cô hối hận đúng không? Cháu bảo cô này ha, đấy, cháu kể từ nãy đến giờ là tội lỗi vô biên cương của cô đấy. Bây giờ cháu bảo cô như này này, cô bây giờ là nằm một chỗ rồi đúng không? Mệt ốm không đứng được nổi dậy đúng không? Tại vì sức mạnh của cộng đồng mạng nó là như vậy đấy cô. Nếu như mà cây ngay thì không bao giờ coi như là sợ đổ. Nhưng mà cô bây giờ cây của cô ấy ha, là từ xưa đến giờ ấy, cô vun trồng toàn cái thất đức, nên là bây giờ đổ đúng không cô? Cháu nói cho cô nghe này, sau này ấy, ít bữa nữa ấy, mà không cần mai đây mốt nọ ấy, cô ha. Cô mà thác ấy, người ta nói là cần phải uống một bát mạnh bà ấy, để coi như là được siêu thoát, được siêu sinh tịnh độ đúng không? Cô á, cô phải dùng cả nồi nhá. Cô phải dùng cả một nồi cũng không hết được đâu, nghe chưa cô? Gớm quá, ân hận à. Cô làm gì có ân hận, đó lại là một cái bài của cô. Bớ làng trên xóm dưới, bớ người nào mà nghe cô Liên nói là ân hận ấy, thì chớ có nghe, nghe chưa? Chớ có nghe, gớm quá. Cô này cô làm gì có ân hận à. Cô này cô không có cái từ ngữ
cô không có cái từ điển là ân hận đấy, mà đó là gì, cô xảo ngôn đấy. Nên là đừng có nghe, nghe chưa, đừng có nghe cô ý mà coi như là điện thoại cho Hồng Khàn, bảo với Hồng Khàn rằng là đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại, bớ làng trên xóm dưới và bớ cái người điện thoại cho em, rằng là em đang tôn trọng, là nói chuyện điện thoại với em nhẹ nhàng nên là em tôn trọng. Đừng có nghe, nghe chưa, đừng có nghe. Kể cho nghe này, đó, cũng như em nói chuyện với chị trên điện thoại, em kể cho chị nghe này. Cô ấy còn chơi cái bài như thế này này, khi nào mà cô ấy cần ấy, ha, cô ấy gọi hai nàng dâu về, thế là mẹ con thấn thít với nhau. Rồi hai nàng dâu nghĩ rằng là mẹ chồng của mình bây giờ thôi thì cũng biết suy nghĩ lại rồi. Hai nàng dâu nó nghĩ nó đơn giản, nó là như vậy đấy. Nó thẳng thắn là như vậy và nó không có vòng vo là vậy. Mẹ gọi về nghĩ rằng là mẹ đã coi như là suy nghĩ lại và mẹ đã thương lại mình rồi, nên là mình sẽ lại làm hết sức cho mẹ. Và rồi cuối cùng sau 3 ngày mẹ lại tiễn nàng dâu ra đi. Nghe chưa? Nên là gì? Ở trong cái từ điển của cái cô Cao Liên này không có cái từ hối hận, mà chỉ có khi nào mà cô thắt xuống dưới kia ấy nha, cô gặp lại, cô đối diện lại với chồng cô và con của cô ấy, nghe chưa, thì cô ấy mới phải biết thế nào là ở trần gian tàn độc như nào, xuống dưới âm tào địa phủ thì phải gặp cảnh gì gớm. Bây giờ lại coi như là cầu vớt để định uống một bát mạnh bà, cô phải uống một nồi, mà cô uống một nồi cũng không hết đâu nghe cô. Nên là gì, đừng có nghe, đừng có nghe Cao Liên nói và đừng có nghe Cao Liên thở than.